chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tốt Tiện Diện. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để đứng chung bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chelsea chia điểm đáng tiếc sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Chelsea và Valencia đã cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đến những phút cuối của trận đấu. Dù phải làm khách, thế nhưng Chelsea lại nhập cuộc rất chủ động và không ngần ngại đẩy cao đội hình lên tấn công. Trong khi đó, Valencia lại chọn lối chơi phòng ngự phản công nhanh, do đó trận đấu diễn ra hấp dẫn với rất nhiều fan miếng trả miếng tới từ cả hai đội. Sau rất nhiều cơ hội được tạo ra, bàn thắng cũng đã đến ở phút thứ 40 và nó thuộc về chủ nhà Valencia. Từ bên cánh phải, Rodrigo thực hiện quả tạt bóng vào vòng cấm, để rồi Carlos Soler xuất hiện đúng lúc, dứt điểm cận thành đánh mạnh thủ môn Kepa. Tuy nhiên niềm vui của các cổ động viên Valencia không kéo dài được lâu. Chỉ đúng một phút sau khi đội chủ nhà mở tỷ số, Kovacic xử lý bóng gọn gàng trước khi dứt điểm hiểm khóc, gỡ hòa cho Chelsea. Đây cũng là bàn thắng ấn định kết quả của 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, hai đội vẫn duy trì trận đấu ở tốc độ rất cao. Phút thứ 50, Kante tạt bóng vào vòng cấm để Bahri bật cao đánh đầu và Pulisic đã có mặt đúng lúc dứt điểm tung lưới của Valencia. Trọng tài chính ban đầu không công nhận bàn thắng nhưng đã thay đổi quyết định sau khi tham khảo công nghệ VAR. Sau khi bị dẫn bàn, Valencia đã dồn lên mạnh mẽ và có cơ hội ngon ăn ở phút thứ 64. Nhưng đội trưởng Parejo đã không thể đánh bại Kepa trên chấm 11m. Sau rất nhiều nỗ lực, đội chủ nhà cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ hòa ở phút thứ 82 với bàn thắng đầy may mắn của hậu vệ Daniel Walsh. Trong những phút ngắn ngủi còn lại, hai đội đã không thể có thêm bàn thắng và chấp nhận ra về với một điểm. Với kết quả này, cả Chelsea và Valencia đều có được 8 điểm. Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng của C1, Chelsea trở về sân nhà và chỉ phải gặp đội bét bảng Lille, trong khi Valencia sẽ phải đến làm khách của Ajax. Mất đá tảng, Liverpool suýt thua ngay tại Anfield. Mất đi người ăn ngữ cho hàng phòng ngự, Liverpool nhận bàn thua sớm trước Napoli và phải tốn khá nhiều thời gian để gỡ hòa. Một Liverpool mạnh mẽ được chơi trên sân nhà, huấn luyện viên Ancelotti đã điều chỉnh để Napoli chơi phòng ngự. Đó là lý do trong những phút đầu tiên, đội chủ sân Anfield không tạo được cơ hội nào về phía khung thành của Mahrez. Bước ngoặt của hiệp 1 diễn ra ở phút thứ 19 khi Fabinho gặp chấn thương và Liverpool buộc phải thay thế anh bằng Wijnaldum. Mất đi hòn đá tảng, Quỷ Đỏ ngay lập tức phải trả giá. Phút thứ 21, Dries Mertens đối mặt với Alisson sau một đường phản công nhanh, anh tung cú sút chéo góc mở tỷ số cho Napoli. Và cho thấy dường như trước đó Mertens đã phạm lỗi với Van Dijk, nhưng sau khi xem xét, trọng tài đã công nhận bàn thắng của tiền đạo người Bỉ. Có bàn thắng dẫn trước, Napoli chơi phòng ngự cực hay khi Liverpool đành chấp nhận với tỷ số 0-1 trước khi bước vào hiệp 2. Sau giờ nghỉ, Liverpool khẩn trương triển khai tổ chức tấn công. Napoli với lợi thế dẫn bàn thì kiên trì với lối chơi phòng ngự và vẫn có được những đợt phản công sắc bén. Những tình huống đảo cánh liên tục đã đem lại những cú sút cho Salah hay Firmino, nhưng như vậy là chưa đủ. Phải đến khi Lovren tham gia tấn công, anh mới đem về bàn thắng gỡ hòa cho Liverpool bằng tình huống băng vào đánh đầu tung lưới Mahrez ở phút thứ 65. Với bàn gỡ, Liverpool tiếp đà hưng phấn với các cơ hội liên tiếp được tạo ra. Nhưng Napoli với thủ môn Mahrez cùng hàng phòng ngự chặt chẽ đã đứng vững trong những phút còn lại. Với họ, một điểm trên sân Anfield là điều có thể chấp nhận được. Hai đội hòa nhau và đều có cơ hội lớn để đi tiếp. Liverpool chỉ cần không thua trước Spurs ở lượt đấu cuối là sẽ vào vòng knockout Champions League. Messi tỏa sáng giúp Barca nhấn chìm Dortmund. Siêu sao người Argentina tỏa sáng với một bàn thắng cùng hai pha kiến tạo giúp chủ nhà Barca đánh bại Dortmund 3-1 ở trận đấu rạng sáng ngày 28 tháng 11. Barcelona không mất nhiều thời gian để giành quyền kiểm soát thế trận. Đoàn quân của Real Madrid thực hiện nhiều pha đập nhả ở trung lộ để vượt qua hàng thủ số đông của Dortmund. Phút thứ 23, bóng được Luis Suarez đưa vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận do tiền đạo người Uruguay đã việt vị khi nhận đường chuyền của Messi. Cổ động viên Barca không phải tiếc nuối lâu khi chỉ 6 phút sau, bàn thắng đã đến với Luis Suarez. Tiền đạo người Uruguay khống chế đường chuyền của Messi rồi tung cú dứt điểm gọn gàng đưa Barca vượt lên dẫn trước. May mắn đến với Barca ở phút thứ 33 khi Mats Hummels thực hiện đường chuyền lỗi, Suarez nhả bóng cho Messi băng lên dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Buki. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng về chủ nhà. Thế chủ động vẫn thuộc về Barca trong hiệp 2. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Griezmann cuối cùng cũng có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 sau đường kiến tạo của đội trưởng Messi. Không còn gì để mất, Dortmund đẩy cao đội hình tấn công. Đại diện Bundesliga gây khá nhiều sức ép về phía khung thành của Ter Stegen, nhưng chỉ có bàn danh dự ở phút thứ 77 do công của Jadon Sancho. Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-1 cho Barca. Messi cùng đồng đội giành vé dự vòng 16 đội Champions League với vị thế của đội đứng nhất bảng F. Trong khi đó, Dortmund rơi xuống vị trí thứ 3 do ở trận đấu cùng giờ, Inter đã có chiến thắng đậm 3-1 trước Slavia Praha. Chính thức Ibrahimovic về quê nhà làm ông chủ. Zlatan Ibrahimovic đã chính thức mua lại 50% cổ phần của câu lạc bộ Hammarby ở quê nhà Thụy Điển.
Hợp đồng của Zlatan Ibrahimovic với câu lạc bộ LA Galaxy sẽ hết hạn vào tháng 12 tới. Cách đây không lâu, tiền đạo người Thụy Điển đã xác nhận mình sẽ chia tay nước Mỹ để tìm kiếm thử thách tiếp theo trong sự nghiệp. Trong khi đó, báo giới cũng đồn đoán rất nhiều về các bến đỗ tiềm năng cho Ibra từ Bologna, MU, Tottenham, AC Milan cho đến các đội bóng châu Á. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân của mình, Ibrahimovic đã đăng tải hình ảnh chiếc áo truyền thống của câu lạc bộ Hammarby với tên của anh được in phía sau lưng. Rất nhiều người cho rằng cựu chân sút United sẽ trở về quê nhà Thụy Điển để khoác áo đội bóng này. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Cụ thể, phía Hammarby vừa chính thức xác nhận Ibrahimovic đã trở thành đồng sở hữu của họ. Tiền đạo 38 tuổi đã mua lại 50% cổ phần của câu lạc bộ và đang có tham vọng biến Hammarby trở thành đội bóng mạnh nhất ở bán đảo Scandinavia. Chia sẻ với quyết định của mình, Ibra tỏ ra vô cùng hào hứng. Hammarby là một câu lạc bộ tuyệt vời với những cổ động viên nhiệt thành và rất được tôn trọng ở Stockholm lẫn Thụy Điển. Tôi luôn yêu thích đội bóng, các fan và rất ấn tượng với những gì họ đã gặt hái được trong những năm gần đây, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tại đây tôi sẽ cống hiến cho câu lạc bộ bằng kinh nghiệm và những mối quan hệ mà mình có được trên chặng đường đã qua. Tôi muốn Hammarby có học viện đào tạo trẻ tốt nhất ở Thụy Điển. Câu lạc bộ nên đem về và nuôi dưỡng tài năng xuất sắc nhất, Ibrahimovic chia sẻ. Hammarby được thành lập vào năm 1897 và làm câu lạc bộ khá lâu đời ở Thụy Điển. Tại Allsvenskan, giải vô địch quốc gia Thụy Điển, mùa giải năm ngoái, đội chủ sân Tele2 Arena đã cán đích ở vị trí thứ 3 với 65 điểm, chỉ kém nhà vô địch Brurarem EF vỏn vẹn 1 điểm. João Félix giành danh hiệu Golden Boy 2019. Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ Atletico Madrid, João Félix đã vượt mặt nhiều ứng cử viên sáng giá như Ansu Fati, Jadon Sancho để giành danh hiệu Golden Boy 2019. Golden Boy là giải thưởng được khởi xướng bởi tờ Tutto Sport vào năm 2003. Để tìm ra người chiến thắng, ban tổ chức sẽ tổng hợp số phiếu được gửi tới từ những cây viết hàng đầu ở các tờ báo thể thao danh tiếng trên khắp châu Âu như tờ Bild của Đức, Apollo của Bồ Đào Nha, Elquid của Pháp, The Telegraph của Hà Lan, Marca của Tây Ban Nha và The Times của Anh. Theo kết quả bầu chọn mới được công bố, tên đạo trẻ người Bồ Đào Nha João Félix đã giành được giải thưởng cao quý trên. Félix đã giành được tổng cộng 322 điểm và vượt mặt hai cái tên sáng giá đang thi đấu rất ấn tượng tại Bundesliga là Jadon Sancho của Dortmund, người có 175 điểm và Kai Havertz của Leverkusen với 75 điểm. Với việc được vinh danh, Félix trở thành cầu thủ trẻ Bồ Đào Nha thứ hai trong lịch sử giành được giải thưởng Golden Boy sau Renato Sanchez vào năm 2016. Đáng chú ý, cả Félix và Sanchez đều trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Benfica. Được biết, buổi lễ vinh danh João Félix sẽ diễn ra trong đêm gala diễn ra ở Torino vào ngày 16 tháng 12. Cũng nhân dịp này, Tutto Sport sẽ trao giải thưởng Golden Boy Italia năm 2019 cho thủ thành Gianluigi Donnarumma của AC Milan. Kể từ khi ra đời, Golden Boy từng được trao cho những ngôi sao nổi trội như Wayne Rooney năm 2004, Lionel Messi 2005 hay Isco 2012. Người giành được giải thưởng này năm 2018 là trung vệ Matthijs de Ligt, người hiện khoác áo Juventus. Cũng theo thống kê, Pháp đang là quốc gia có nhiều cầu thủ giành giải với 3 người từng được vinh danh là Paul Pogba 2013, Anthony Martial 2015 và Kylian Mbappe 2017. MU sử dụng đội hình cực trẻ ở Europa League. Huấn luyện viên Solskjaer đã quyết định sử dụng đội hình cực trẻ trong chuyến làm khách đến Kazakhstan gặp Astana ở Europa League. Hôm qua, MU đã bay sang Kazakhstan chuẩn bị cho trận đấu với Astana ở Europa League. Quỷ đỏ đã giành vé đi tiếp sau lượt trận thứ tư. Nếu huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer không ngần ngại cấp một loạt ngôi sao ở nhà để mang theo các tài năng trẻ từ học viện. Cụ thể có đến 14 cầu thủ tuổi teen nằm trong danh sách đội hình MU bay đến Kazakhstan. Chỉ có 4 cái tên quen thuộc ở đội 1 là Nygrans, Axel Tonzebe, Nussor và Tristan Lingard góp mặt. Trong đó Tonzebe và Lingard cũng là sản phẩm của lò đào tạo MU. Trong số này hầu hết là những cái tên xa lạ ngay cả với người hâm mộ MU. Chỉ có Gardner, Chong, Gomez và Greenwood thường xuyên được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đôn lên đội 1 từ đầu mùa. Ngoài ra, Mark Taylor cũng là cái tên gây chú ý. Hậu vệ 19 tuổi này vừa phát hiện và điều trị bệnh ung thư cách đây 9 tháng. Rất nhiều ngôi sao ở lại Manchester, huấn luyện viên Solskjaer cũng cho phép trợ lý Michael Carrick ở lại nghỉ ngơi, đồng thời chỉ đạo các buổi tập của MU nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Aston Villa ở Premier League cuối tuần này. Ngược lại, do nhiều cầu thủ học viện có cơ hội thi đấu, người đứng đầu bộ phận phát triển bóng đá của MU, Nicky Butt cũng đi theo đội để đánh giá tình hình. MU sẽ gặp Astana vào lúc 22:50 ngày 28 tháng 11. Văn Long có thể được bán với giá 1,2 triệu USD. Văn Long có tham vọng chơi bóng ở giải đấu hàng đầu châu lục và có thể là cả châu Âu. Màn trình diễn ấn tượng của Văn Long trong áo măng Thông YouTube và đội tuyển Việt Nam đã gây sự chú ý với các đội bóng của Nhật Bản. Theo nhiều nguồn tin, thủ thành Việt Kiều Nga nhiều khả năng sẽ sớm chia tay Thái Lịch để sang thi đấu ở xứ sở mặt trời mọc. Người đại diện của Văn Long cũng lên tiếng xác nhận thủ môn số 1 Việt Nam có tham vọng chơi bóng ở giải đấu hàng đầu châu lục và cả châu Âu. Ông Andrei Skuslin nói,
Văn Lâm là cầu thủ có tham vọng lớn, cậu ấy muốn chơi bóng ở giải vô địch quốc gia hàng đầu châu lục và có thể cả châu Âu. Tuy nhiên chúng tôi muốn tiến từng bước một. Hiện Văn Lâm cũng có giá trị cao trên thị trường chuyển nhượng. Câu lạc bộ Mangthong United có thể bán cậu ấy với giá 1,2 triệu USD. Đây không phải là mức giá cao so với các đội bóng ở Nhật Bản. Sau thành công ở AFF Cup 2018, Văn Lâm đã đầu quân cho Mangthong United. Tại đây thủ môn Việt Kiều Nga không mất nhiều thời gian để chiến xuất bát chính. Anh có công lớn giúp đội chủ sân SCG cán đích ở vị trí thứ 5 mùa giải vừa qua. Trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam, Văn Lâm cũng chơi cực kỳ chắc chắn. Cầu thủ môn Hải Phòng góp phần giúp đội tuyển Việt Nam bất bại sau 5 lượt đấu và dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.